súng đâu rồi? Anh cái 790, cái 790, anh thấy cái 790, anh thấy cái 790. Ai mà biết được. Trong đó luôn đi. Ê, có thằng chết lúc nhà. Có thằng chết lúc nhà, có thằng chết lúc nhà. Kìa. Cái lũ này kìa. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Chết rồi, dưới bộ cũng chết rồi. Hello anh em nha, hello anh em sao lại nha. Hello mọi người. Ê, mới tặng nắp trắng xong. Nhiều lúc cũng trầm cảm lắm chứ. À, hình như hồi nãy vẫn còn cái xác hình chưa lút á. Ê, thằng địch, mày làm gì đó? Ai mà biết được. Nó bắn mà bên năm ít thế gì nó bắn ghê vậy. Nghe thằng đảo đang chích chúng bọt. Bọt bọt. Bọt bọt này. Ê. Rồi. Ôi trời ơi. Bà quét bà đi chưa tới địch nữa là hết, nó bắn hết keo chết luôn á. Dạo này nhiều thanh niên bắn cua, cây cua lắm, cây cua mới á, cây đó đục keo ghê lắm, màu xuống đục nhanh lắm. Lại có màu 4 nữa nè. Có nên bắn màu 4 nữa không? Mẹ đi xe chào que rồi. Thôi, gô già đi, bắn chi màu 4. Bắn màu 4 đi. Ok, kêu thì bắn. Ok luôn. Đi lâu da em đi. Có người bên kia kìa. Anh bỏ trong nhà, trong nhà lỡ. Ok, ok, sẽ bắt tới. Đâu, đây. Đây nè, anh mới thấy sau lưng đây nè. Mạng lát quá, có
chịu luôn. Nãy đang chạy đôi nè. Giờ phải câu cá bắn mình bị lú. Sao phải bố trước trời. Đau lắm. Nó đu khác trận kìa. Đu xuống hay đu lên? Chết trời. Đu lên đó. Sợ anh Sam Baka hôm qua không bắn à? Thì theo chiến thuật là hôm qua anh không bắn. Thì đúng chiến thuật thì chủ nhật anh bắn, nó vậy đó. Chiến thuật mà mọi người. không thể nói là do anh không bắn hay là tem bắn tệ gì. Tại vì có khi thí dụ hôm qua anh bắn nhưng mà tem bắn gãy thì sao? Thí dụ hôm qua anh bắn mà thí dụ thôi nha, hôm qua anh bắn tem gãy. Cái giờ mọi người nói tại anh bắn tệ làm tem gãy thì sao? Đúng không? Nó có nhiều trường hợp lắm. Như một trường hợp là bo nó xấu quá. Bo nó quá xấu. Nhiều trường hợp lắm mọi người, nhiều trường hợp mà. Chỗ cáp có người nè. Gì vô đậu được con viên vậy trời. Ơ, cái súng kia đâu rồi? Nhảy lên kìa. Thì trường hợp thì hợp anh em à, không phải lúc nào cũng cháy được đâu. Đẹp à, đâu có rồi người, tờ. Có người. Rồi pin 400 mấy, 200 mấy, 300 mấy. Ôi ôi. Ô tổng nội này lượng đồ chứ nhiều vậy. Ôi đồ nhiều đó, đồ nhiều quá, đồ nhiều quá, đồ nhiều quá. Đồ nhiều quá, đồ nhiều quá. Đồ nhiều quá, đồ nhiều quá. Thì giờ nói rồi đó, tem gãy thì gãy thôi. Bữa cháy thì cháy, bữa không cháy thì gãy thôi mọi người. Đâu phải bữa nào cũng cháy được đâu. Ê, nghe tiếng chưng. Đâu phải bữa nào cũng cháy được đâu anh em. Đúng không bạn? Đâu phải bữa nào cũng bắn cháy được đâu đúng không bạn? Sao chạy không kêu hả? Ê, nếu mà tính ra Panda sát thương lên keo thì hơi nhiều nha. Cầm cua đục keo không à? Đục keo. Ừ, hôm qua đục keo của Kim Chon hại Kim Chon chết anh pha nè. Hơi tấu hại tí. Đục keo xong kêu cho hết hồn, xong Activist cũng hết hồn luôn. Hai thằng hết hồn. Cái này anh clear hả mày? Hôm qua này tao thấy nha, kiểu nhắn tin chiêu chiêu đó. Bữa gãy bữa cháy mà anh em, đâu có cháy hoài đâu. Tại hôm qua Kim Chon không muốn cháy. Đúng, tại hôm qua Kim Chon không muốn cháy. Đúng. Mạng này của tao rồi. Không, tao. Hí. Hí. Chào cậu.